cái này là do tôi nằm mộng cho thấy. Tôi nằm mộng vô nằm ngủ dưới thất này tôi rất nhiều mộng, rất là nhiều các bạn. Mộng tôi gặp vô toàn những cảnh thần tiên là nhiều lắm. Nói thật. Thật không? Thật. Thấy những thật. Người họ gặp rất là nhiều người, có người đẹp lắm. Với lại họ đã đeo cái đồ trang sức thấy cũng đơn giản, không có giòn bọt vậy, mà đeo những cái y như tôi thái gì tôi làm thôi. Nghĩa là anh thấy những cái anh ở ngủ dưới thất tầng tầng này, anh thấy những cái hình ảnh thần tiên rồi là đấy anh, mà họ đeo những cái trang sức đơn giản mà rất là đẹp. Bây giờ tôi về tôi làm nghĩ tôi làm thôi. Sót chứ mà xuống đi luôn à? Đây là ở được mấy nào bao nhiêu thời gian bao nhiêu rồi? 2 năm hả? Cái gì đây? Cái giỏi hả? À? Cô rừng mà đi bộ về không cho thấy. Giỏi có té không hề? Cái con hả? Nhờ là nhờ xanh xanh phía dưới đó à? Xin chào mọi người. Hiện tại thì mình đang có mặt tại thất 5 tầng của huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Hôm nay thì mình có công việc đi từ huyện Nam Trà My về lại dưới Tiên Phước, Tâm Kỳ. Dưới Tâm Kỳ thì trên tình cờ thì mình gặp được một anh bạn rất là hay, đó là anh Xê. Anh Xê này thì trong quá trình mình đi thì thấy anh đi xe đạp và có phong cách rất là lạ. Anh có lồng cái mũ tự chế, rồi trên lưng anh cõng một cây đàn. Và trên cây đàn đó thì có ghi tấm bảng là dạy đàn và hớt tóc. Mình thấy phong cách anh rất là lạ nên mình có đối chuyện với anh. Và qua tìm hiểu thì anh Xê này có cái cuộc sống cũng rất là hay. Nghĩa là trước đây anh thì là một bác sĩ. Nhìn theo người dân chia sẻ thì anh là một bác sĩ, bác sĩ đông y. Tuy nhiên là không biết cuộc sống như thế nào mà bây giờ anh lại lên tại thì cái huyện Nam Trà My này, và dưới sống dưới cái tầng thoát 5 tầng này để anh sinh sống. Anh tự xây lều này, rồi anh làm cuộc sống rất là tự nhiên để anh sinh sống. Và chính vì điều đó nên mình đã theo chân anh ấy, đã về tới tận nhà anh ấy để tìm hiểu về cuộc sống của anh Xê này một chút. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vô thăm cái gia đình nhà của anh Xê. Đồng thời mình sẽ quay cho mọi người xem cái quang cảnh ở tại cái gia đình chỗ anh ở. Rất là đẹp luôn, dưới chân của cái thất 5 tầng. Thất 5 tầng là cái thất nổi tiếng của huyện Nam Trà My đó mọi người. Rất là đẹp. Và mình sẽ tìm hiểu của anh Xê này, mình nói chuyện với anh Xê này để mình tìm hiểu kỹ hơn về cái cuộc sống của anh như thế nào. Chào anh Xê. Dạ. Anh đang làm gì đó? Dạ, nấu ăn. Nấu ăn hả? Đúng không? Chờ lên. Hồi nãy là đi chợ về là nấu ăn hả? Đi về nấu ăn thôi. Anh sống ở đây là được mấy năm rồi anh Xê? Gần 2 năm rồi đó. Gần 2 năm rồi hả? Rất là mát mẻ. Anh có thể là lại chỗ kia tranh thủ xíu lót mình nấu ăn, bây giờ có thể là ngồi nói chuyện một xíu được không anh? Được chứ. Cái ngầu ngầu đặt trên ngầu giường rồi. Cứ ngồi trên giường đó thì anh ơi, ngồi với trong kia đi. Ừ. Ngồi cái ghế kia được, chỗ sofa được không? Thì anh em mình trao đổi nói chuyện. Thì anh lấy cái sofa ra ngầu đi. Tao tôi ngồi giường đây, anh ngồi bên kia được rồi. Rồi. Anh ngồi chỗ cái ghế cái chỗ ấy kia được không? Đó. Nhanh nó nhanh gọn anh nghe, anh chuyện ngay. Nhanh gọn thôi. Nói chung là anh em mình nói chuyện với nhau để hiểu hơn về cuộc sống xíu thôi, chứ còn anh lo việc của anh nữa, đâu ăn rồi nữa. Rồi.
À, thân chia hồi nãy thì như hồi nãy là anh em mình cũng tình cờ gặp cái kia đó. Thì thấy anh cũng có là phong cách rất là lạ. Và nãy giờ qua nói chuyện với là một số người dân bên kia thì biết được ảnh là anh là có cái hoàn cảnh có cuộc sống nó cũng khó, nghĩa là trước đây á thì nghe nói anh á là bác sĩ. Hình như là bác sĩ đông y hả? Đúng rồi. Mà nguyên tại sao mà anh không không làm việc với công việc của mình mà anh lại lên trên đây và sống dưới cái thác năm tầng này, anh có thể chia sẻ với khán giả một xíu được không ạ? Thì mình chia sẻ với khán giả rằng là do là dịch bệnh á, từ khối của mình khi mình nghe cái dịch bệnh á, rồi Trung Quốc chết gần mái người á, thì bắt đầu mình thấy mình thì nó lại mòn đó nè. Mình tưởng là chắc không nhiều đánh mà với lại nước mình đâu. Thì từ cái giờ từ năm 2019 mà tới tháng 3 2020 á là xuống tôi nó chết, mà tôi không biết cái lý do sao mà có một số người chết 4 năm ngàn chết. Thì tôi nghĩ gì muốn nghĩ gì do dịch thôi. Thì tôi từ đó tôi mới nghĩ là thôi đi phượt, bắt đầu đi phượt. Đi phượt cũng rất là nhiều nơi lắm. Đi phượt hầu đó tôi định lên Hồ Phú Ninh á, tôi thấy ở không ổn. Do là cái nguồn nước ở dưới nước cũng tốt nên tôi cũng ở. Sau đó tôi lên mọi tìm thấy là thoát tầm tận đẹp. Thì tôi mới là cũng đời sống đi phượt, cũng đời sống đi phượt mấy anh chị biết rồi. Thì rất là sinh động. Tôi tìm hiểu về cái thác năm tầng đẹp này, rồi tôi tới đây cái thác năm tầng rồi xuống đây là tự sử dụng lều trại đó rồi. Tức là anh ở đây là được 2 năm rồi. Được 2 năm rồi đó. Và trước kia là công việc của anh có đã đi làm ở đâu chưa hay là anh làm chứ? Tôi là bác sĩ ở bệnh viện trung tâm y tế thành phố Tâm Kỳ á. Bác sĩ là trung tâm thành phố Tâm Kỳ. Sau đó thì bây giờ sau đó sau thời gian gì chuyển ra dịch bệnh thì anh cảm thấy là nó là... nguy hiểm là về tôi là ngành bác sĩ tiếp xúc với lại bệnh nhân nhiều nên tôi cũng phải sợ. Đây anh đi phượt lúc nào là đi phượt lên trên 500 m thôi, rồi anh đi nhiều nơi như là Hồ Phú Ninh rồi nhiều nơi và cuối cùng là anh chọn được cái vị trí là dưới chân 600 tầng này. Mà vì sao mà anh chọn cái vị trí mà dưới 600 tầng này để sinh sống, anh có thể chia sẻ kỹ hơn được chứ? Mà cái này là tình cờ thôi chứ không phải tôi thuốc ra tôi chọn. Sự đó tôi tình cờ xuống đây tới thác năm tầng, tôi ở chỗ trại bế đông thấy là 2 ngày. Tôi thấy là những cái cây nó chết mà thấy là nó bả rồi mà đang ổng cưa đi rồi ở chạy để đi ở rồi cũng đổ ra. Giờ thấy tôi thấy nguy hiểm, tôi xuống giặt xuống bờ sông rồi tôi thấy ở đây tôi thấy nó định thấy đẹp rồi tôi dựng lều trại ở đỡ hơn. Dù cái cây kia nó đổ dưới suối chứ không hiểu đổ như cái trại này, chứ còn cái trại của bế đông thấy không. Hai cây mà cái cây cách đây 1.5 năm đổ 1 cây rồi đó. Bây giờ tình hình dịch bệnh nó cũng ổn rồi thì anh có định hướng gì về tình hình dịch bệnh? Bây giờ nó cũng nghĩa là người ta sống chung với dịch rồi, dịch bệnh nghĩa là có vaccine thì nó cũng kiểm soát, không có độ nguy hiểm không còn nhiều rồi. Thì anh có định hướng gì cho tương lai không? Anh có thể là anh có muốn về quay về để cái hành nghề với lại công việc của mình trước đây, hay là anh vẫn tiếp tục cuộc sống như thế này? Cái đó thì tao không cho quay về ở đâu, tại vì thứ nhất là thấy ở đây khí hậu ở đây mất mãi rồi. Sống quay ở đây dễ chịu rồi. Cái cơ thể của tôi thì bây giờ về phố rồi không được. Thứ nhất là nó đông người hồn hào đó. Nó không có thanh tịnh như ở đây được. Với lại thứ hai là cái nguồn nước của nó ở dưới là ô nhiễm hết không tới đấy hả? Không thể sống được nên tôi phải chọn ở đây. Và tôi nếu tôi có hành nghề ấy gì nữa thì tôi cũng lấy xin nguyện năm rồi bây giờ tôi làm. Không bao giờ về phố, tôi khẳng định như vậy. Và công việc hiện tại bây giờ để sinh sống là công việc của anh là dạy đàn guitar với lại hớt tóc tự do hả? Tóc là trong của anh, cái mẫu tóc của anh là tự hớt hả? Mẫu tự hớt. Anh tự hớt cái mẫu tóc rất là đẹp đây mọi người, rất là Beckham. Cái tóc của Beckham thời trang thôi chứ nhìn rất là đẹp đây. Đây là chân dung của một bác sĩ đông y tại Lộc Viện thành phố Tâm Kỳ. Bây giờ thì cái vòng đây là cái vòng đeo cổ đây là sao đây anh? Đây anh càng tự làm là tự làm đây, đây là tôi tự đạt cái là càng tôm mũi đây. Nên để dọn đi mình cũng khỏi sợ mo quỷ rồi đó mà. Nghĩa các bạn đây là để tự tòa đồ hả? Nghĩa là anh ai bài cho anh làm hay anh tự suy nghĩ cho anh làm? Cái này là do tôi nằm mộng cho thấy. Tôi nằm mộng vô nằm ngủ dưới thất này tôi rất nhiều mộng, rất là nhiều các bạn. Mộng tôi gặp vô toàn những cảnh thần tiên là nhiều lắm. Nói thật. Thật không? Thật. Thấy những người họ gặp rất là nhiều người, có người đẹp lắm.
với lại họ đã đeo cái đồ trang sức thấy cũng đơn giản, không có giòn bọt vậy, mà đeo những cái gì tôi thái gì tôi làm thôi. Nghĩa là anh thấy những cái anh ở những người dưới thất đồng tầng này, anh thấy những cái hình ảnh thần tiên rồi là đấy anh, mà họ đeo những cái trang sức đơn giản mà rất là đẹp. Bây giờ tôi về tôi làm nghĩ tôi làm thôi. Và công việc hớt tóc của anh là bây giờ hớt tóc ai gọi, trên đường ai gọi là hớt tóc hả? Ai gọi thì lấy ra hết. Còn dạy đơn thì chắc là ai cũng dạy tới nhà chứ cào, chắc là hiểu. Dạy ở cào thất năm tầng hả chứ. Là họ đến xuống đây họ học hả? Họ đến chỗ cào á, chỗ cào chứ họ không. Còn cào ngồi ngồi kia hả? Chỗ cào đó. Cào nói là trên cào, đường đó là gì? Đường. Hay là đường quốc lộ 40 mấy. Cái mũ của anh hồi nãy đâu rồi cho... Đã, đây, đây, đây. Mũ đó. Mũ cái qua. Đây mọi người. Đây là cái mũ của anh hồi nãy anh nắm luôn, anh nắm bên tay khán giả xem chứ. Cái mũ hồi nãy là anh đi trên đường đây. Đây là cái cuộc sống của anh. Tôi cứ ngồi này, ngồi ghế này nè. Tôi cứ ngồi đây để tôi quay, tôi đi dò chơi xíu, tôi ái xíu xíu anh đi. Ngồi ghế này nè. À có ghế, có là cái ghế thiết kế cũng độc lạ hả? Ghế này ngồi mốt. Có đây là có ghế này nè. Đây công việc này cũng là ghế bộ. Còn này là cái bếp nè, qua cái bếp. Ấy. Cái bếp này nè, bếp nghiên cứu. Đây là cái gì đây? Đây là cái gì? Một cái ghế. Ghế sofa. Ghế sofa à? À ghế sofa lái này, cái lá cánh lại bên này. Cái đệm hai đó lại. Đây là một ghế sofa à? Thành gói sofa. À. Rồi đi mua thức ăn hàng ngày là đi lên kia mua thức ăn về hả? Lâu lâu theo ba ngày mới đi chợ lần. Đi chợ lần mua thức ăn gồm có rau, thịt chứ hả? Ừ, cái thảo. À. Vậy cái củ lại cái trường nữa, về cái tự nấu ăn. Nấu ăn. Này bếp này nè. Bếp đâu kìa. Bếp này bếp này. Bếp là bếp củi đây. Mà cái còn ngồi ra thì hằng ngày anh làm công việc gì? Thì đó. Để kiếm tiền. Thì dạy đòn mới là hớt tóc đó. Ok ok. Cái công việc của anh là dạy đòn và hớt tóc tự do. Còn bùng bùng thì lại thợ lưới có. Có thì sao? Thợ lưới có thì xong. Thì mình tự mình ăn hay bón cho người dân hay sao? Tự ăn chứ bón gì. Bón thiệt bón cho mấy người mà đi chạy xe qua đường này, mấy người đi chợ bón xe đường á. Mà bón là có thỏa được nhiều để bón không? Hồi trước đây có nhiều nhưng mà sau này ít. Hôm nay do mấy người đó quan mình với là tâm điện. Tâm điện nó nhiều quá bây giờ nó hả? Hay. À. Cái còn chuyện cũng đổi nghề đó. À. Đổi qua nghề dạy đòn, ghi to với là các bác cũng nữ đó. Và cuộc sống của anh như mọi người nhìn thấy này, mình quay cho mọi người nhìn thấy này. Ngay dưới chất cái chân của cái thác năm tầng luôn ra cái thác này. Cái thớt này là thớt 5 tầng đây là anh xe. Đây là thớt 5 tầng, là tầng 10 á. Tầng Nam nó ở trên cao. Tầng Nam ở trên kia hả? À, tầng Nam là ở trên cao là tầng Nam. Còn dưới là tầng 10 đâu. Tầng mấy đây? Tầng 10 đâu. Cái gọi thớt 5 tầng mà đang gọi tầng 10. Tính từ cao là chỗ mà 8 á là tầng Nam. Đi lên kia là 5 tầng. À là lên 5 tầng. Nhưng mà tầng 1 đây kia. Còn tới là tầng 10 đâu. Dưới này dưới sau này là tầng 10 à? À đấy mém đi. Có những tầng cho nó đó. Thế tại sao mà không gọi là thất 10 tầng mà gọi là thất 5 tầng hay? Hai có 15 tầng chứ 10 tầng chi? Đây là tầng 10 sao cũng đa tầng cái nè. Ê. Đây là tầng 11. Đó, chỗ đó là tầng 11 kìa. Chỗ đó là tầng 10. Tầng đó. Chỗ đó là chỗ đó là 8 là tầng 10 kìa, cái chỗ có chỗ kia là tầng 11. Anh thấy không? Cái qua trên đây là tầng 12. Cái 13. 14, 15 rồi 15 nữa, tầng 15 là sông tranh đó. À đấy là thật ra là 15 tầng như đó luôn chứ hả? Tính ra là 15 tầng chứ không phải là 5 tầng là tính từ cao á. Đây là cái thớt 5 tầng là tính từ cao trở lên. Cái ngọn thớt á. Còn vị trí sống rất là thú vị mọi người. Ngay cái tầng thớt đó luôn. Rất là mát mẻ, khí hậu rất là mát mẻ. Và bên kia thì anh đang có ý tưởng là làm cái nhà sộp cho đó hả? À là cái sộp á, cái sộp để ăn nhạo á. À. Thấy cảnh đẹp không? Cảnh đẹp thì cái quá đẹp, mốt mẻ nè, mốt mẻ. Đây là một bác sĩ đông y tại đơn công tác thành phố Tam Kỳ. Tuy nhiên là do anh không biết có bác, chắc là lẽ là anh không biết như thế nào mà anh đứng chỗ nó hoài cái đoạn nữa kìa. Là anh xuống cái nơi hoài cái đoạn nó đẹp. À, anh thấy cảnh cho nó đẹp. Anh đi xuống trước đi, xuống trước đi. Đi cái tầng cận thằng té nha. Tụi mày tao sống ở đây miết rồi. Sống cận thằng nhớ nguy hiểm. Cái này là do tôi làm rồi nè. Cái tấm này nè. Ấy, con này nó hầu mấy anh em tới đây nhạo, ngồi nhạo. À, đó cái này nó để cái chỗ để anh em ngồi chơi à. À, còn cái này là rượu da chai bọt. Da chứ? Can bọt đó. À để can bọt hả? À. Ừ. Hồi mưa sợ mưa đâu hả? À. Mưa thỏa xuống. À. Nát thì để đi xong.
qua cho nên qua cái này đẹp lắm này. À. Qua cho nên là tới tầng 15. Từ từ đi, tới. Như là. Vô tình được khám phá luôn cái thất 5 tầng nha mọi người. Đây này. Qua cảnh đẹp không? Qua cảnh sông Tranh đẹp không? Thì giờ thấy thằng Tiên đó. Cảnh đây giống mình ta du ký. À, đây phía cảnh này phía. Đó sông Tranh đó. Sông Tranh mưa mưa đó. Nước đục sông Tranh hả? Đây là sông Tranh. Rồi đưa thẳng. Cái cảnh này đây này. Đây là tầng 12 này. Đây là gần 10. Còn chỗ đó là 11, cái này 12 này. Cái đây là 13 này. 14, 15, 15 là sông Tranh. Đây là. Ờ, đi lên đây qua hướng kia được. Ở đây rất là đẹp, đã có nhiều câu ăn được lắm. À. Ốc ăn cũng được nè. Có như này với lại con xanh xanh, kỳ nhông nữa. Cảnh đẹp của đây, cảnh đẹp của hiện. À, đẹp, mốt mẻ ra không, đánh mốt ra không. Trong lạnh trộn cái địa thế là cũng không lên đấy chứ. Biết đây đây, khí hậu mốt mẻ trong khí trong lạnh biết đây. À. Mỗi ngày đem như nhau. Nhưng mà có cái cây gỗ kia nguy hiểm quá. Ê, nguy hiểm. Nói chung là để kiếm người cát bỏ đi. Chứ tại vì mình sinh hoạt thường xuyên đây á. Cây không biết mà không chịu đi. Thì cố gắng kêu bàn, có một bàn ở đây bỏ, ở đây lòn tắt bàn đó mà cây cũng đi. À, năn nỉ lấy hỏi địa phương đây, cát được cát bỏ đó đi. Cho mình cho cái gỗ mà mình đợi, mình chắc định sống ở đây lâu về mà. Nên có nhiều cây lon này, phong lon, đẹp lắm. Mùa hè nó sẽ rô bông. Mùa đây đấy. Lần rừng đấy à. Lần rừng đấy. Tôi không có trồng kìa. Trồng nó để tôi đeo bảo bảo cái mũ đây. Chuẩn bị tôi gán vô cái mũ này. Cho nó đẹp. Tôi đo cái vô đây nè. Và bây giờ anh nghe nói anh dạy đàn hay lắm. Bây giờ anh có thể là anh đàn hết một bài cho gửi cho khán giả chia sẻ cho khán giả xíu được không anh AC? Được chứ. Rồi. Lon để gán vô. Cái lon đây gán lên mũ đẹp hơn. Bữa nữa cái cám cái lon này dính dính vô để vô đây rồi tôi lái đất vô thôi. Đây đất rồi gán lên mũ ở đây vậy mà. Hả? Cái mũ như mọi người là tự làm cái mũ đó đẹp không mười. Rất là đẹp này. Dạ. Bây giờ anh có thể là vô anh có thể là dùng đánh đòn có thể là tặng cho khán giả chim ngưỡng một bài à. Cái sộp lên hình nữa là để làm gì để ngủ hả? Để đựng đồ thôi hả? Đồ thôi chứ ngủ. À, không có ngủ khi là mùa mưa thì ngủ. Ngủ được không? Có sập không? Không. Thấy cái vậy yếu đó mà. Không, chát quá. Rồi không có thấy gọng kìm chát. Đây mưa có bị hả? Bị ướt không? Không, có ướt sơ thôi. À. Nói chung là ngủ được. Anh ngồi qua chỗ cái ghế kia được không? À, được. Ngồi đánh được không? Được chứ. Anh xe này đánh đòn rất là hay mọi người. Hồi nãy mình đánh đòn hát rất hay luôn. Hồi nãy trên đường thì mình có ghi lại một đoạn video rồi. Thì cái đánh đòn do mà đánh đòn rồi. Sau đây mình xin hát bài là cúng nhật ký á. Cúng nhật ký à. Ngồi với trang nhật ký ghi chép chuyện yêu đương, ghi chép chuyện yêu đương tâm tư mang nhìn nhớ ôi tháng ngày hạt hiu buồn. Ngày nào lệ bước trên con đường gầm gỡ xưa, tìm lại dư âm lúc ban đầu nhớ em nhiều. Tặng anh bấm bê, rồi mai cánh kia anh còn bấm bê chia buồn. Cầm lại cuồng nhạc quy, tôi ép vào trong tim ôi, tôi ép vào trong tim. Em ơi, em nhỏ bé nhưng ước nguyện em thật nhiều. Ngày xưa anh nói sáng em đẹp như má em. Mẹ thường bảo con có khi nào nhớ em nhiều. Hãy hôn bấm bê, tựa như anh đang hôn nghe tóc mẹ như yêu. Rồi ai đen đón em lật xe qua đầy gắm pháo lụa hồng. Còn mình tôi
xin đành chúc người hạnh phúc bên người mình yêu. Em lấy anh sẽ qua, tôi đứng bên kia đường có một người theo. Em lấy anh sẽ qua, tôi đứng bên kia đường mà giọt lệ tuôn rơi. Ngày lễ tang từ sớm, tôi đứng chờ ai đây, ôi tôi đứng chờ ai đây. Em ơi, phương trời nào đó to thao hiểu cho chị ngập ngừng lê bước trên con đường ba tháng hai. Chỉ nghe giọng nói có khi nào nhớ em nhiều, chỉ thay đơn đau, hẹn em kiếp sau mai ta nhìn thấy nhau. Tuyệt vời quá nè. Vì ra là đối bụng quá, cho nên đánh còn hơi bị rung tay nè. Đánh hơi bị sớm chưa sớm hả? Nhưng còn hơi tặc tặc. Anh xe là bao nhiêu năm, bao nhiêu tuổi rồi? 40 rồi. 40 hả? Anh có gia đình chưa? Hồi đó có đâm hỏa, sau này bỏ đi. À, đâm hỏa nhưng mà hai người không đến với nhau được hả? Đó là anh chưa lập gia đình. Rồi, chứ thật tình ra thì hôm nay cũng rất là may mắn được đến thăm gia đình anh. Thật tình ra thì cũng không biết nói gì hơn. Anh đã chọn được cuộc sống nó gần gũi thiên nhiên thế này. Thì tôi cũng không biết nói gì hơn. Chúc anh vui vẻ với cuộc sống của mình. Giữ gìn sức khỏe nha. Rồi, cảm ơn anh rất là nhiều luôn á. Theo chia sẻ của anh Che thì ngay chỗ cái lớn anh nữa có một cái cây mục thì tương đối nguy hiểm. Nếu anh bạn nào mà coi video này mà thấy nó ở khu vực gần Thất Lâm Tầng này, nếu như có cưa lốc thì có thể giúp anh ấy đấu hạ cái cây này để cho đảm bảo an toàn cái cuộc sống của anh. Mình không biết là lý do, mình cũng không thể chưa tìm hiểu kỹ lý do tại sao mà anh chọn được cái cuộc sống như thế này, nhưng mà theo chia sẻ của anh thì anh thích như vậy và anh chọn cuộc sống như vậy. Tuy nhiên là một cái mà điều mình phân vân nhất là có một cái cây mục ngay dưới cái lán trại của anh đây. Cây mục này nó cũng rất là nguy hiểm, nó nghiêng về hướng mà cái lán trại của anh đang ở. Nên mọi người mà ai ở khu vực Nam Trà My này mà có cưa lốc có thể là đốn hạ được cái cây này thì có thể giúp anh ấy để cho anh ấy có thể là an toàn trong cái cuộc sống của anh. Rồi mình không mình sẽ xin phép dừng video ở đây. Xin cảm ơn mọi người đã xem video của mình.